Cách làm mùa yêu bằng tinh trùng được nhiều người tin tưởng. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Giữ cho tình cảm lứa đôi luôn vẹn tròn, yên ấm không phải là điều dễ dàng. Rất nhiều người vì quá đau khổ trước chuyện tình yêu tan vỡ mà sinh ra trầm cảm, sẵn sàng làm mọi việc để níu kéo mối quan hệ, kể cả dùng cách làm bùa yêu bằng tinh trùng. 1. Bùa yêu bằng tinh trùng là gì? Bùa yêu làm từ tinh dịch của nam giới là loại bùa thường được phái nữ sử dụng khi muốn níu kéo bạn trai, chồng mình quay trở lại sau khi chia tay. Loại bùa này cũng giúp hâm nóng tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu rạn nứt, tan vỡ vì sự quấy rối của kẻ thứ ba. Bùa yêu tinh trùng có hiệu quả hay không phụ thuộc vào tay nghề của thầy luyện bùa. 2. Cách làm bùa yêu tinh trùng. Nếu bạn muốn thử cách làm bùa yêu bằng tinh trùng tại nhà thì có thể tham khảo các bước sau. Tìm tinh trùng của đối tượng được làm bùa ngải, có thể thu thập từ quần lót của đối tượng. Lấy tên, ngày tháng năm sinh, hình ảnh của đối tượng viết lên bùa phép. Bỏ tờ bùa tinh dịch vào lư đồng đốt cùng ngải phép cây sâu thơm. Nghĩ đến đối tượng làm bùa và đọc bùa chú, lấy tro than đốt cháy trộn vào thức ăn đồ uống của người định nấm bùa. Sau một thời gian, người bị điểm bùa sẽ luôn thương nhớ người làm bùa, quấn quýt không rời. Thông tin cách làm bùa trên chỉ có tính tham khảo bởi bùa yêu có linh nghiệm hay không còn phụ thuộc vào tay nghề của thầy phép. Mỗi thầy cũng sẽ có cách luyện bùa yêu từ tinh dịch khác nhau. Kết quả hiệu nghiệm cũng sẽ không giống nhau. Việc chọn câu thần chú cũng như chọn vật dẫn phép là hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến độ linh nghiệm của lá bùa. Người thường không có căn quả, pháp thuật thì không thể luyện được lá bùa hiệu quả. Hơn nữa bùa làm từ tinh trùng khá mất vệ sinh, khó thực hiện vì việc lấy được tinh dịch của đối tượng không hề đơn giản. Bùa yêu tinh trùng cũng có nhược điểm là phát huy tác dụng rất chậm, phải chờ nhiều tháng cho tới một năm. Chính vì thế thay vì tự thực hiện bùa tại nhà, nhiều người lựa chọn cách cậy nhờ các thầy phép cao tay luyện bùa cho mình. 3. Làm bùa yêu ở đâu linh nghiệm? Một trong những thầy pháp cao tay trong lĩnh vực làm bùa yêu được nhiều người tin tưởng nhất hiện nay là thầy Bá Vi. Bùa yêu của thầy Bá Vi đã giúp hàng ngàn người tìm được tình yêu đích thực của mình cũng như hàn gắn mối quan hệ đã tan vỡ. Những người làm bùa yêu Bá Vi sẽ có thêm sức hút mạnh mẽ đối với người khác phái, trở nên hấp dẫn quyến rũ hơn. Đối với những người muốn níu kéo người yêu, chồng hoặc vợ, phòng tránh kẻ thứ ba xuất hiện phá đám. Mối quan hệ tình cảm đôi lứa nhờ có bùa yêu sẽ trở nên thấm thiết và gắn bó hơn. Bùa yêu Bá Vi cũng giúp xoa dịu những trái tim tuyệt vọng vì bị bỏ rơi, quên đi sự thù hận, căm ghét để tìm được người mới. Dựa trên mong muốn của người làm bùa, thầy Bá Vi sẽ luyện ra những lá bùa phù hợp nhất. Người làm bùa chỉ cần cung cấp cho thầy Bá Vi thông tin ngày tháng năm sinh, tên tuổi, hình ảnh của đối tượng muốn yểm bùa. Chính vì thế bùa yêu Bá Vi rất an toàn, bí mật, đối tượng yểm bùa sẽ không phát hiện ra những điều bất thường. 4. Lưu ý khi làm bùa yêu Bá Vi. Khi làm bùa yêu Bá Vi bạn cần phải hết sức lưu ý đến những điều sau. Không nên quá sốt ruột, nóng vội. Bùa yêu Bá Vi sẽ phát huy tác dụng trong 1 đến 3 tháng tùy vào từng trường hợp. Trường hợp hữu duyên với bùa thì bùa yêu sẽ linh nghiệm chỉ sau 5 đến 7 ngày. Người sử dụng bùa yêu Bá Vi cần phải bồi đắp tình cảm với đối tượng làm bùa. Điều này sẽ bùa duy trì tác dụng lâu hơn, mạnh mẽ hơn. Người làm bùa nên gìn giữ lá bùa cẩn thận, không để bùa bị vấy bẩn bởi những thứ xú uế, tránh để bùa mất đi tác dụng. Cách làm bùa yêu Bá Vi không dành cho những đối tượng muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, muốn chen chân vào mối quan hệ của các cặp đôi khác. Bùa sẽ không phát huy tác dụng khi dùng vào mục đích xấu. Bùa yêu Bá Vi có tác dụng lâu dài, tuy nhiên khi thấy bùa kém linh nghiệm hơn so với bình thường thì người làm bùa nên nhờ thầy lễ tạ, nạp năng lượng cho bùa. Để bùa Bá Vi không mất đi tác dụng thì người làm bùa nên chăm chỉ làm việc thiện, không làm những việc xấu gây hại cho người khác. Không tiết lộ thông tin về bùa cho người khác, đặc biệt là đối tượng yểm bùa để tránh bùa bị mất đi tác dụng. Phải thành tâm tin tưởng vào bùa yêu. Nếu nghi ngờ công dụng của bùa thì lá bùa sẽ không phát huy được công dụng. Thay vì chọn cách làm bùa yêu bằng tinh trùng phức tạp, công dụng kém hiệu quả thì bạn hãy nhờ cậy đến thầy Bá Vi.
Những lá bùa yêu phá vi sẽ đem đến cho người dùng những điều tuyệt vời, hạnh phúc trong đời sống tình cảm, hôn nhân, xua tan đau khổ. Chia sẻ câu chuyện người nhờ thầy phá vi giúp. Con xin trình bày chuyện của con ạ. Con và anh quen nhau từ năm con 15 tuổi và đến nay đã DC 3 năm rồi ạ. Anh là người hiền lành lại tốt tính. Trong 3 năm anh luôn chăm sóc tốt cho con, quan tâm con hết lòng. Con và anh quen nhau từ lúc anh chỉ mới bước ra đời làm công nhân và tay trắng. Con cùng anh đã trải qua nhiều khó khăn. Đến nay thì cuộc sống của anh đã ổn định hơn rất nhiều. Nhưng vì tính tình con còn khá trẻ con, nhiều khi làm anh buồn và mệt mỏi rất nhiều. Hiện tại và con đã chia tay vì anh nói đã quá mệt mỏi khi ở bên con. Con đã làm mọi cách nhưng anh kiên quyết không chịu quay về với con. Anh nói giờ chỉ xem con như em gái. Con nhắn tin anh vẫn trả lời. Con muốn đi chùa anh xuống và chở con đi. Con tìm hiểu và biết về thầy Bá Vi trên mạng. Con biết thầy Bá Vi rất nổi tiếng và giúp được nhiều người. Mong thầy Bá Vi giúp con làm bùa giữ người yêu với ạ. Con với anh chia tay rất nhiều lần, nhưng sau đó thì anh vẫn trở lại như bình thường. Nhưng lần này anh rất kiên quyết, đã xóa hết mọi thứ về con trên mạng xã hội Facebook lẫn Zalo. Mong thầy Bá Vi giúp con để anh ấy quay lại với con như lúc đầu ạ. Kết luận. Khi bạn cần làm bùa yêu tốt nhất và lành tính thì liên hệ trực tiếp thầy Bá Vi để có cách tốt nhất. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Anh chị cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về bùa ngải thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về bùa ngải nhé.